Vâng, em xin chào các bác nhá. Đấy, hôm nay thì đấy mà tiếp tục có các cái loa xách tay di động, loa kéo về phục vụ các bác của hãng Ariang nhá. Đấy, con này là con MV3 này. Con này đang rất là hot, bán rất là chạy của nhà em nhá, nó khoảng tầm trên dưới 3 triệu này. Em sẽ review từng loa cho các anh nhé, hôm nay nhá hàng cho các anh thôi. MK1 New này, dòng pin Nitron cũng là dòng pin thế hệ mới của Ariang này. Đấy, Ariang MK1 New nhá. Mới nhất hiện nay, mới hiện nay luôn. Sau đây đến MK3 Max. MK3 Max thì mẫu này sẽ là mẫu thay cho con MK3 truyền thống nhá. Đấy, MKS2 nó sẽ là mẫu thay cho con MKS1 này. Đấy, MKS1 nhá. MP2 Pro nó sẽ là bản nâng cấp mạnh mẽ hơn của dòng MP2 nhá. Đấy, MP2. Đấy. Đó, đây là những dòng rất là nổi tiếng, đang bán rất là chạy, cửa hàng nhà em cũng như là của Ariang nhá. Đó. Đấy, thì các cái sản phẩm loa này thì bác nào đang có nhu cầu mua alo cho em nha. Đấy, tất cả loa nó mới lại về thêm đây. Đấy nhá, bên Ariang vừa mới chuyển đến thêm cho. Bác nào đang có nhu cầu mua alo nhá. Xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em nhé.